Chào các bạn nha. Đây tập 2 của tập 2 của cái là cái tập 2 của chuyển sinh cái này không phải à. Chuyển sinh trên nét chuyển sinh vào thế giới khác. Sai của chuyển sinh trên nét. Giờ cấp độ 30 rồi nè. Bây giờ đi quýnh cái con Rolin. Con Rolin tới 18.88.000 máu. Cái gương này có vẻ nguy hiểm, chắc đồ hiếm à. Chơi thuốc thôi. Thiết tấn công nhân 500 hả? Hỏi là sao? À, hiểu rồi. Không thua được. Không chấp nhận thua dù chỉ một lần. Tải lại cái này. Tải lại hồi quay lại thời gian còn như quán đấy. Chơi game là không bao giờ chịu thua. Tăng độ khó chơi game thà lâu chút, nhưng mà từ chơi từ đầu tới cuối là mình không có chết bằng nào hết. Lưu phá ở đây đi, lưu lẫm gì đâu, đi từ đó lại đây chút xíu rồi xong lắm. Uống cái thuốc đó vô cái là khả năng phòng thủ giảm mạnh luôn. Không uống thuốc đó nữa là được cái gì? Sức tấn công nhân 20% nè. Tám giờ mấy vậy? Hai cao là gì coi? Gì có 700 mấy vậy?
Chán chưa? Quá khinh địch rồi, tưởng đâu còn đỡ được. Có con lô lên rồi, bây giờ tốn gặp 8 phút. Hình như có thuốc tăng không lo với ta. Tỷ lệ kết tăng 50%. Được cái gì đó không biết nữa. Con lưu lên này sẽ lửa.
Chưa chết nữa ra vậy. Thì qua đó là bắt buộc phải đấu con hư tinh đó. Đây cũng có người nữa. Là gì đây? Hồi phục. Chuyện gì xảy ra? Làm thế nào nhiều người của Lật Chiến Binh đang chết? Đâu đồ tể nào đâu, coi coi giết mày coi coi được cái gì không. Nhìn đích đi luôn, sợ gì cái lò than này nữa. Chấm phát sáng này không biết là gì nữa. Thằng đầu tể đâu? Là để bố biểu.
Sao mà chị vậy, đứng lại quýnh nhau hai người nào không có gì đâu. Ôi, hết đường đi rồi. À, một trăm ngàn máu. What the fuck? Ơi, trăm ngàn máu quýnh có ba cho 300 mấy máu à? Hồn coi có thuốc nào hữu hiệu không. Khóc xong rồi đại dương ơi, thuốc đầy vô là tăng 500% sát thương. Khoan, phải thuốc mê cho nó mới được. Cái quá khuất gì vậy? Sao chết luôn vậy? Phải tìm cách tăng sức mạnh lên coi. Có cái chỗ nào tăng sức mạnh không ta? Kiếm cái chỗ nào cường quá vũ khí gì kia coi.
coi coi là ông thôi rằng coi coi có giải quyết gì được không, gì mà thấy gì có khảm đá khảm đén gì đó là sao mà chấp nhận luôn. Game này mà hack còn chơi không lại nữa. What the này đâu phải bán đồ. Alo. Rồi. Rồi tập này dừng đây nha các bạn. Để mình tìm cách nâng sức mạnh cây. À, không biết sao mà nó còn bắt con mà quýt nó lại nữa. Không hiểu kiểu gì. Không hiểu người chơi bình thường không hiểu kiểu gì luôn. Nạp cũng không ăn nổi nữa. Nó hết phôi đồ, phôi vàng rồi mà còn quýnh nó lại nữa. Nạp, nạp bao nhiêu? Cho coi còn chỗ nào nữa không ta? Thôi, chị đi. Bye.